Xin chào tất cả các con, chào mừng các con quay trở lại với chương trình học tiếng Anh cùng trung tâm Anh ngữ Eden. Trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một mẫu câu giao tiếp thường dùng trong cuộc sống hàng ngày, đó là ai đó đang mặc gì hoặc là chúng ta sẽ mặc gì vào mùa nào đó, đúng không nào? Trước hết là đối với cấu trúc câu hỏi ai đó đang làm gì thì chúng ta có câu hỏi như sau: What is she wearing? Cô ấy đang mặc gì? What is she wearing? Cô ấy đang mặc gì? Cô ấy đang mặc một bộ quần áo rất là đẹp, đúng không nào? Và câu trả lời gì? She is wearing a dress. She is wearing a dress. Cô ấy đang mặc một cái váy, đúng không nào? Như vậy, chúng ta sẽ phân tích cấu trúc câu một cách chi tiết hơn như sau. Hỏi ai đó đang mặc gì? Chúng ta sẽ có câu hỏi là What are you wearing? Bạn đang mặc gì? What are we wearing? Chúng ta đang mặc gì vậy nhỉ? What are they wearing? Họ đang mặc gì, đúng không? Và đối với chủ ngữ he, she, it, chúng ta sẽ có từ is. What is he wearing? Anh ấy đang mặc gì? What is he, she wearing? Cô ấy đang mặc gì? What is it wearing? Nó đang mặc gì vậy, đúng không? Thì chúng ta quan sát ví dụ ở đây, bạn đang mặc gì sẽ có câu hỏi là What are you wearing? What are you wearing? Đúng không? Or what is he wearing? Anh ấy đang mặc gì? Vậy câu trả lời cho câu hỏi ai đó đang mặc gì thì chúng ta có cấu trúc như sau: I am wearing, tôi đang mặc. I am wearing a dress, tôi đang mặc một chiếc váy, đúng không nào? We are hoặc là they are wearing, chúng tôi hoặc là họ đang mặc. Như vậy từ wearing có nghĩa là đang mặc, đúng không nào? We are wearing, chúng tôi đang mặc. They are wearing, họ đang mặc, đúng không? Anh ấy hoặc cô ấy hoặc nó chẳng hạn. She is wearing, he is wearing hoặc it is wearing. Anh ấy đang mặc, cô ấy đang mặc một trang phục gì đó hoặc là nó đang mặc một trang phục gì đó. Ví dụ như she is wearing a t-shirt and jeans. Anh ấy đang mặc áo phông và quần bò, đúng không nào? She is wearing a t-shirt and jeans. Anh ấy đang mặc áo phông và quần bò. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu một mẫu câu tiếp theo là hỏi là chúng ta sẽ mặc gì vào mùa gì, đúng không? Có câu hỏi như What do you wear in the spring? What do you wear in the spring? Bạn mặc gì vào mùa xuân? Chúng ta cùng quan sát một số loại trang phục dành cho mùa xuân, đúng không? Shoes hoặc là skirt hoặc là hat, ok, hoặc là windbreaker áo gió mỏng chẳng hạn, ok, hoặc là overalls, ok, dạng kiểu yếm bò, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ trả lời với câu hỏi là What do you wear in the spring? Tớ mặc. Bạn mặc gì vào mùa xuân? I wear, tớ mặc. I wear windbreaker, tớ mặc áo gió. Hoặc là I wear skirt, I wear a skirt, tớ mặc một chiếc váy and a t-shirt, một cái áo phông, đúng không? Như vậy tương tự đối với mùa hè chẳng hạn thì chúng ta sẽ có câu hỏi là gì? What do you wear in the summer? Bạn mặc gì vào mùa hè? I wear, tớ mặc. I wear shorts, tớ mặc quần sóc. I wear flip flops, tớ đi dép tông. Hoặc là I wear a dress, tớ mặc một chiếc váy chẳng hạn, đúng không nào? I wear swimsuit, tớ mặc đồ bơi. Ok. Vậy vào mùa thu chúng ta sẽ có câu hỏi là What do you wear in the fall? Bạn mặc gì vào mùa thu? I wear. Trong mùa thu thì chúng ta thường sẽ mặc những loại trang phục không quá là nóng cũng không quá là lạnh, đúng không nhỉ? Thời tiết khá là mát mẻ và ấm áp. Thì chúng ta có thể nói là I wear jeans and a shirt. Tớ mặc quần bò và một chiếc áo sơ mi chẳng hạn. Hoặc là I wear suit. Tớ mặc một bộ vest chẳng hạn, một bộ com lê chẳng hạn, đúng không nào? Như vậy được. Và đối với vào mùa đông thì chúng ta chỉ cần thay các mùa vào đây thôi. Ví dụ What do you wear in the winter? Bạn mặc gì vào mùa đông? I wear. Tất nhiên vào mùa đông thời tiết lạnh chúng ta sẽ phải mặc các loại trang phục ấm áp, đúng không nào? Ví dụ như là gloves, găng tay này, boots hay là scarf, đúng không nào? Hoặc là sweater hoặc là jacket, đúng không? Và
hoặc là thậm chí là chúng ta còn còn mặc cái coat, áo choàng dài đúng không nào, khi mà thời tiết quá là lạnh. Như vậy trong ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hai mẫu câu giao tiếp. Còn mẫu câu thứ nhất là hỏi ai đó đang mặc gì đúng không, và mẫu câu thứ hai là bạn mặc gì vào mùa nào đó đúng không nào. Các con nhớ xem lại video và làm các bài tập bổ sung cô sẽ giáo sẽ giao ở trên lớp để chúng ta có thể sử dụng thành thục hai mẫu câu này hơn nhé. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Chúc các con ở nhà có thời gian học vui vẻ và hiệu quả. Tạm biệt các con.